Mỹ Anh rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình Chuyện kể đất phương Nam của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý khán giả, đầu năm 2020 thì Thuận An trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương, là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Nhưng mà lại ít ai biết được rằng Thuận An hôm nay lại chính là vùng đất lái thiêu xưa từng nổi danh khắp xứ. Và đằng sau sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế của Thuận An là những câu chuyện về lịch sử văn hóa, tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Và những điều thú vị này sẽ được chúng tôi gửi đến trong loạt chương trình Tìm về lái thiêu xưa. Kính mời quý khán giả sẽ cùng theo dõi. Để bắt đầu hành trình tìm về lái thiêu xưa, Mỹ Hạnh muốn mời quý khán giả sẽ cùng ghé thăm một làng nghề truyền thống từng làm nên tên tuổi cho vùng đất này, nghề gốm. Và cùng với gốm Cây Mai, gốm Biên Hòa thì gốm lái thiêu là một trong ba đỉnh của tam giác gốm Nam Bộ. Các sản phẩm gốm lái thiêu thì nổi tiếng bởi sự dung dị gần gũi nhưng cũng không kém phần đa dạng về chủng loại và sắc thái mỹ thuật. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lịch sử nghề gốm nơi đây. Vào thế kỷ 17, khi lưu dân miền Bắc và miền Trung vào Nam lập nghiệp, thì nghề gốm Nam Bộ bắt đầu được hình thành. Tiếp đó, một bộ phận người qua di cư đến nước ta, mang theo nghề gốm truyền thống nơi bản quán. Những xóm nghề từ đó ra đời, để rồi dần lớn mạnh thành các trung tâm gốm sứ mà nhiều nơi tiếng còn để lại đến hôm nay, như gốm Biên Hòa Đồng Nai, gốm Cây Mai Sài Gòn, gốm lái thiêu Bình Dương. Về nguồn gốc gốm sứ lái thiêu, có nhiều quan điểm khác nhau. Theo địa chí Bình Dương, nghề gốm ở lái thiêu nói riêng và ở Bình Dương nói chung bắt đầu hình thành vào những năm giữa thế kỷ 19. Đến nay, nơi nào thực sự là cái nôi của nghề thì vẫn chưa được chứng minh rõ ràng. Tuy nhiên, có một điều phải thừa nhận rằng, trên cơ sở của những điều kiện thuận lợi về tự nhiên, kinh tế và xã hội nơi vùng đất này, nghề gốm chính là kết quả từ quá trình giao lưu và kế thừa tinh hoa văn hóa của cư dân các dân tộc. Ở Bình Dương, để phát triển nghề gốm thì không đâu thuận tiện hơn lái thiêu. Đầu thế kỷ 19, đây là vùng đất mới khai phá nên rất thoáng, rộng, lại có nhiều sông rạch, rất thích hợp cho việc buôn bán và vận chuyển hàng hóa. Địa hình không bị ngập nước nên dễ đặt lò. Nước không nhiễm mặn nên không sợ sản phẩm bị nổ khi đang nung. Đất nguyên liệu dồi dào, củi nhiên liệu bạc ngàn bởi rừng miền Đông khi ấy. Là sản phẩm nặng nề, dễ dở, nên phương tiện chuyên chở đồ gốm lý tưởng nhất chính là tàu thuyền. Mà lái thiêu lại sẵn có mạng lưới giao thông thủy của hai con sông Sài Gòn và Đồng Nai. Sản phẩm gốm lái thiêu, bất kể lớn như lu, kiệu, khạp hay lỉnh kỉnh nhỏ bé như tô, chén, bình hoa, thì tất cả đều tụ về các chành ở bờ sông, chờ ghe thuyền từ các nơi đến mang đi. Thì nó gốm lái thiêu, nó đặc trưng của nó là một cái dòng gốm nó gia dụng mà. Nó không có gì mà để đánh giá cao về mỹ thuật, nhưng mà nó đặc trưng của nó độc đáo nhất là nó ngẫu hứng,
những cái nét vẽ đó là nó nhiều lắm, nó ngẫu hứng. Ví dụ vẽ con gà, cái chuối, tiêu kê ha, hoặc là vẽ cái con bướm, con bướm hay là sơn thủy, hoặc là mẫu đơn, quả mẫu đơn với con chỉ, hoặc là con phú quý bạc đầu, nó đủ hết. Những cái đồ đó nó thịnh hành mà nó bán chạy, thành thử nó cứ làm những cái sản phẩm đơn giản bán rẻ tiền phục vụ cho người dân, từ cái lu, cái khạp hoặc là cái chén tỉnh gì đó, nó đơn giản mà nó phục vụ, nó sản xuất hay. Cái là nó tất cả những món đồ gia dụng, từ cái chai, cái tô tổ lu khạp, hoặc là em thấy không, tới cái cối á, cối đâm tiêu. Bởi vì ở Bình Dương có câu: ai về chợ thủ bán hủ bán ve, bán bộ đồ chè bán cối đâm tiêu. Do chủ nhân các lò gốm sứ đến từ những địa phương khác nhau, mang theo tay nghề cũng như kinh nghiệm không giống nhau, nên sản phẩm của từng lò sản xuất ra mang sắc thái riêng, từ đó mà hình thành nên các trường phái gốm. Về cơ bản, gốm Đái Thiêu có 3 trường phái chính. Trường phái Quảng Đông sử dụng men nhiều màu sắc, qua dàn trang trí cách điệu đẹp và trang nhã, chuyên sản xuất các tượng trang trí, bình, chậu hoa hay đồng voi các loại. Kỹ thuật chủ yếu là dùng khuôn, không dùng bàn xoay. Trường phái Triều Châu thường dùng men màu xanh, trắng kết hợp với nét vẽ đa dạng và phong phú. Trường phái này chú trọng sản xuất các vật dụng cần thiết cho đời sống hàng ngày như chén, dĩa, tô. Ngoài ra còn dùng bàn xoay để tạo thành những độc bình lớn. Đề tài trang trí thường là những hoa văn bình dị, phong cảnh sơn thủy hay hình ảnh các loài vật, cây lá có tính nghệ thuật và gợi cảm. Trường phái Phúc Kiến với đa số sản phẩm phủ men màu đen hoặc men da lương. Qua dàn trang trí đơn giản nhưng cách tạo hình sản phẩm đa dạng, dáng đẹp và sinh động, chuyên sản xuất lu, hủ, khạp, chóe. Dung hòa cả ba dòng gốm Quảng Đông, Triều Châu và Phúc Kiến, gốm Đái Thiêu trở nên mặn mà như một nhan sắc ruộng vườn, không kiêu sa đại cát mà đầm thấm duyên thọ. Quý khán giả thân mến, đầu thế kỷ 20 thì nghề gốm phát triển mạnh, Lái Thiêu trở thành một trong hai thủ phủ gốm lớn nhất cả nước. Các sản phẩm của làng nghề cũng nhờ vậy mà theo thuyền buôn đi tứ xứ, có mặt ở khắp mọi nhà. Và chiếc dĩa con gà mà Mỹ Anh đang cầm ở trên tay đây từng là một trong những đồ dùng rất là quen thuộc của hầu hết các gia đình ở Nam Bộ. Và hơn một thế kỷ nay thì các lò gốm truyền thống ở nơi đây vẫn đỏ lửa, ngày đêm cho ra đời những sản phẩm gốm phục vụ cho đời sống người dân. Kỹ thuật xử lý đất nguyên liệu đến nay vẫn được áp dụng ở Lái Thiêu là xối đất. Sau khi sàn, đất được trộn trong hồ bậc thang. Khi xả nước, những hạt đất to và nặng sẽ chìm xuống đáy. Để lắng ít lâu, người ta sẽ thu được thứ đất mình dùng làm gốm. Hiện nay, có hai loại đất chính được sử dụng để sản xuất đồ gốm Đái Thiêu. Đó là đất đỏ và đất trắng. Đất đỏ có trước, dẻo và chắc hơn đất trắng, nhưng tối màu, thường dùng để làm các sản phẩm cỡ lớn như chậu, lu, khạp. Đất trắng có sau, ít dẻo, ít dính hơn, nhưng tiện dụng vì không phải qua nhúng hồ. Dùng sản xuất chén, dĩa, tô, tổ, thố và các loại đồ đựng thực phẩm khác. Chất lượng đất quyết định độ bền của sản phẩm, còn xấu đẹp thì tùy tay người.
để làm ra những đồ dùng sử dụng cho việc ăn uống hàng ngày như chén dĩa. Theo phương thức truyền thống, người thợ gốm lấy thiêu phải thực hiện nhiều công đoạn khác nhau. Trước tiên, đất trắng được đem đi in khuôn sau khi đã nhào kỹ. Công đoạn này nhằm tạo hình cho sản phẩm, tương tự như việc sử dụng bàn xoay gốm. Phơi sấy dưới nắng cho cứng, người ta thu được những chiếc dĩa đất thô. Tiếp đó, thợ gốm tiến hành cắt gọt chi tiết thừa mà thuật ngữ trong nghề gọi là xu hay cạo gụi để hoàn thiện phần bề mặt sản phẩm. Thêm một lần phơi nắng nữa, những sản phẩm đủ khô sẽ được mang đi tráng men. Tựa một lớp sơn mỏng phủ lên sản phẩm, men có tác dụng bảo vệ, tạo độ bóng, láng, độ bền và đặc biệt giúp sản phẩm không bị thấm nước. Men xám tràng thạch hay sử dụng cho các loại tô, tộ, chén, dĩa, vân vân. Dù chỉ là vật dụng dùng trong sinh hoạt thường ngày, mọi đồ gốm đều chưa được xem là thành phẩm, chừng nào chưa được làm đẹp bằng nét cọ của người thợ vẽ, những nghệ sĩ không tên. Việc trang trí đồ gốm thường được thực hiện theo phương pháp thủ công, tức là dùng bút lông chấm màu vẽ lên sản phẩm. Những loại men trang trí như màu xanh coban hay bộ men gỗ thái năm màu đã làm nên những lớp áo lộng lẫy và rất riêng cho chén bát lái thiêu. Bằng bộ óc sáng tạo và đôi bàn tay tài hoa khéo léo, thợ làm gốm biến thỏi đất vô tri thành những sản phẩm gia dụng không chỉ thiết thực mà còn hàm chứa nhiều sắc thái mỹ thuật giá trị. Là đứa con của đất và lửa, đồ gốm được thay nghén trong những chiếc lò làm bằng gạch chịu nhiệt. Trong kỹ thuật sản xuất gốm, nung là một khâu rất quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và màu sắc sản phẩm. Sau khoảng 48 giờ trong lửa đỏ và trải qua nhiệt độ có lúc đạt gần 1.200 độ C, những mẻ gốm thành phẩm đã ra lò. Vẻ đẹp của gốm đái thiêu là vẻ đẹp của đời thường, gần gũi, chân phương. Đặc biệt, không như gốm Trung Hoa chỉ thích đứng một mình sang trọng và kiểu cách, gốm đái thiêu chỉ bộc lộ trọn vẹn vẻ đẹp của nó khi để chung một bộ. Đó là nét đẹp mà không ít trong chúng ta hàng ngày vẫn bắt gặp trong những món đồ gia dụng của bà, của mẹ. Có lẽ vì quá thân thuộc mà vẻ đẹp ấy dễ bị lãng quên, ít được chú ý. Hồi lúc trước thì người ta làm nhiều, nhưng qua thời gian lúc này thì họ làm đồ xuất khẩu nhiều lắm, còn đồ này thì làm cũng ít ít lại rồi, không có nhiều như lúc trước nữa. Bây giờ bạn trẻ giờ nó vô công ty xí nghiệp nhiều lắm, giờ sao ít cái bạn trẻ nào nó theo cái nghề này, không biết sau này mới mốn làm sao. Mình có cái cảm tình tại vì mình cũng sống bằng cái nghề gốm này từ hồi đó tới giờ rồi. Giờ mình cũng có cảm tình với nó nhiều lắm chứ. Sau này về già cũng vậy. Làm nặng mình giữ cái truyền thống nghề gốm hồi xưa tới giờ đấy lại. Rồi vẫn theo nghề. Chừng nào mình già mình làm hết nổi thì thôi. Giờ tình yêu với gốm từ thuở ấu thơ. Quỳnh Xuân Quỳnh, sinh viên trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, đã nhiều lần về làng gốm Lái Thiêu, mong muốn đưa gốm truyền thống trở lại với người trẻ hiện đại. Quỳnh luôn trăn trở,
làm sao để lan tỏa tình yêu gốm đến những người trẻ như mình. Anh tìm cách làm mới đồ gốm, bắt đầu từ những họa tiết trang trí. Với Xuân Quỳnh, hình ảnh con gà, biểu tượng của dòng gốm Đái Thiêu, đủ đầy sắc thái, đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận. Quỳnh cho biết, trong tiếng Hán, gà trống được gọi là đại kê, phát âm rất giống đại cát. Vẽ hình gà là thể hiện ước mong những điều tốt đẹp, may mắn. Con gà tốt mã vì lông, răng đen vì thuốc, rượu nồng vì men. Lúc mà còn nhỏ thì mình được lớn lên trong một gia đình ở miền Tây, thì bà mình, mẹ mình là những người phụ nữ mà dùng những cái sản phẩm gốm Lái Thiêu này để sử dụng cho cái bữa cơm. Thì sau này lớn lên thì mình thấy những sản phẩm nó dần mất đi, thì mình đặt ra một câu hỏi là tại sao những sản phẩm ấy không còn được sử dụng rộng rãi. Thì mình mới lên đại học, thì mình mới đến Bình Dương để mình tìm hiểu, thì mình phát hiện là những cái lò gốm ấy không còn nữa. Họ không còn sản xuất những cái dòng sản phẩm ngày xưa nữa. Thì mình mới quyết định là mình đi theo nghề để mình phục dựng lại những cái sản phẩm ấy. Trong thời gian tới thì mình sẽ phát triển nên những cái họa tiết mới, mang tính đương đại hơn, mang những cái tinh thần mới hơn, nhưng vẫn giữ được cái gốc ban đầu, cái tinh thần ban đầu của gốm Lái Thiêu. Mình sẽ, ví dụ như bây giờ mình có những cái họa tiết như là quả quýt hoặc là họa tiết bông điên điển, thì nó là những cái họa tiết tuy mới nhưng mà nó vẫn rất là đậm chất miền Tây, vẫn rất là mang cái hồn dân tộc ở trong đó. Thưa quý khán giả, nghề gốm Lái Thiêu hiện đã qua thời kỳ cực thịnh. Tuy nhiên thì tình yêu nghề vẫn níu chân bao người thợ nơi đây. Và bằng nhiều cách khác nhau, họ đang từng ngày tìm lại và lưu giữ những giá trị gốm xưa. Vườn nhà gốm ra đời như là một địa chỉ độc đáo dành cho những ai say mê và mong muốn trải nghiệm về gốm. Hình thành bên bờ sông Lái Thiêu, con đường thủy của gốm sứ, vườn nhà gốm là nơi lưu giữ, duy trì và phát triển các sản phẩm gốm thủ công truyền thống Đái Thiêu nói riêng, cũng như gốm Nam Bộ nói chung. Ngay từ cổng vào, vườn nhà gốm đã tạo ấn tượng bởi không gian bình dị với những chiếc lu và bình gốm được xếp ngay ngắn. Bên trong, một khu vườn đầy gốm khiến người lữ khách không khỏi choáng ngợp. Gốm được trưng bày khắp nơi, đan xen với những chậu cây hoa lớn bé khác nhau. Không gian trong khu trưng bày được bố trí theo phong cách hoài cổ, với các kệ đầy ắp sản phẩm gốm Nam Bộ thuộc đủ các dòng như Biên Hòa, Cây Mai, Lái Thiêu. Ngoài ra, du khách còn có thể bắt gặp những vật dụng quen thuộc từng là một phần ký ức tuổi thơ của nhiều người, như chái bếp với những chiếc cà ràng, bộ chén dĩa Lái Thiêu xưa trong chiếc tủ gạt măng rê. Tất cả được vườn nhà gốm khéo léo bài trí. Với mong muốn đưa gốm thủ công Nam Bộ đến gần với nhiều người hơn, hàng tuần, vườn nhà gốm tổ chức buổi workshop để mọi người có cơ hội trải nghiệm các công đoạn làm ra một sản phẩm gốm như nặng gốm, vẽ gốm, xoay gốm. Tham gia workshop thường là các nhóm bạn trẻ hay gia đình có trẻ nhỏ. Không đơn giản chỉ là chơi với gốm, những buổi workshop này còn hướng đến việc dạy mọi người làm ra những sản phẩm thiết thực phục vụ cuộc sống hàng ngày. Hướng đến việc nuôi dưỡng tình yêu đối với gốm, một tình yêu cổ xưa nhưng rất lâu bền của loài người. Tại xưởng sản xuất, các công đoạn để làm ra một sản phẩm gốm hoàn thiện
hầu hết đều được làm bằng tay, từ khâu làm đất, vuốt gốm, tạo dáng, trang trí. Xưởng có chưa đầy 10 người, mỗi người đảm nhiệm một công việc khác nhau. Ai nấy đều tập trung chăm chút cho sản phẩm của mình. Có trực tiếp trải nghiệm mới biết, việc làm gốm đòi hỏi rất nhiều công sức và sự kiên nhẫn. Để tạo hình sản phẩm đẹp, cân đối, ngay từ khâu xoay gốm, không chỉ cần sự khéo léo, người xoay còn phải tập trung cao độ vào từng ngón tay, biến quá đất theo những dáng hình hài hòa nhất, sống động nhất. Cảm giác đầu tiên của em khi mà đến cơ sở của mình đó chính là một cái không gian rất là thoáng đãng, thoải mái, và đặc biệt có rất là nhiều những cái sản phẩm gốm. Mà cái điều ấn tượng nhất chính là cái tên gọi chị, ngay từ cái tên gọi thì đã tạo ra ấn tượng rồi. Vậy thì vườn nhà gốm nó mang một cái ý nghĩa gì đặc biệt và được ra đời trong hoàn cảnh nào ạ? Vườn nhà gốm thật ra là cái chất liệu gốm có ở xung quanh chúng, trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ trong nhà của mình có bát, có chén, rồi bộ bình trà bằng gốm, là hoặc là ngoài vườn thì có ví dụ như là chậu nè, lọ, bình vân vân đều là gốm. Thì vườn nhà gốm là có nguồn gốc xuất phát từ việc đó. Khi mà nhắc đến gốm Nam Bộ thì nhiều người sẽ nghĩ đến là gốm Cây Mai ở Sài Gòn nè, rồi gốm Biên Hòa ở Đồng Nai và gốm Lá Thiêu ở Bình Dương của mình. Vậy vì sau khi mà mình có dự án, mình xây dựng ý tưởng để mình phát triển vườn nhà gốm thì mình lại chọn Bình Dương, mà cụ thể là cái dòng gốm Lá Thiêu để mình phát triển hả chị? Vì sao mà có sự hình thành của vườn nhà gốm là bởi vì nhận thấy sự mai một của nghề gốm thủ công truyền thống Nam Bộ, mà tiêu biểu là gốm Biên Hòa và gốm Lá Thiêu. Những người sáng lập của vườn nhà gốm có một cái niềm đam mê cũng như là rất trân trọng những cái giá trị văn hóa truyền thống, và từ đó là vườn nhà gốm của mình ra đời. Vậy thì trong cái những ngày đầu khi mà hình thành thì vườn nhà gốm của mình đã định hướng phát triển theo hướng nào ạ? Vườn có định hướng phát triển là một hệ sinh thái gốm. Hệ sinh thái gốm ở đây nghĩa là vườn là nơi trực tiếp chế tác, tạo ra những tác phẩm và trưng bày gần gũi với thiên nhiên như mọi người đã thấy. Ngoài ra vườn còn có mô hình trải nghiệm tự tay làm gốm cho các bạn học viên và mô hình workshop di động. Hệ sinh thái gốm của mình là bao gồm những cái yếu tố như là chị Quỳnh vừa chia sẻ, dạ, chứ không, nó không có đơn thuần chỉ là một cái cửa hàng hay là một cái gian hàng trưng bày những cái sản phẩm thông thường. Vậy thì chị thấy là cái ý nghĩa của cái việc mà mình hình thành một cái hệ sinh thái gốm là gì? Mình thấy là thực ra là nó rất là tốt vì nó bổ trợ cho nhau. Mục đích cuối cùng là mình sẽ duy trì và phát triển được nghề gốm thủ công truyền thống, dạ, và vẫn mang được cái hơi thở tinh thần của thời đại. Bây giờ nghe chị Quỳnh chia sẻ thì em cảm nhận là để mà duy trì và phát triển cái cơ sở của mình thì nếu như chỉ có tình yêu nghề thôi thì em nghĩ là nó vẫn chưa đủ để có thể tạo những cái nền tảng vững chắc để có thể phát triển về lâu dài. Vậy thì cái điều gì quan trọng nhất để mình có thể tạo nên những cái giá trị cốt lõi của gốm nói riêng và của vườn nhà gốm của mình? Mình nghĩ cái giá trị cốt lõi là vườn luôn tìm tòi và sáng tạo ra những cái sản phẩm mới, cũng như là nắm bắt xu hướng của thị trường để mà mình bắt kịp với nhịp sống của thời đại, cũng như là mình làm nó trên một cái những cái phương thức hoàn toàn mới, trải nghiệm mới nhưng mà vẫn đảm bảo được cái quy trình sản xuất thủ công. Yeah. Em cảm ơn chị Quỳnh rất là nhiều về những chia sẻ vừa rồi. Và em chúc cho chị sẽ có thật là nhiều sức khỏe, cũng như là vườn nhà gốm của mình sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai và được nhiều người biết đến. Tại vườn nhà gốm, khách tham quan được tận hưởng cảm giác như trở về tuổi thơ với những chiếc chén, bát, dĩa, ống đũa, bình hoa, bộ bàn ghế, mộc mạc dân dã. Ngồi ăn một bữa cơm với các món ăn bình dị mà thân thuộc,
đựng trong những sản phẩm gốm đáy thiêu đậm chất Nam Bộ, chợt thấy lòng thật thư thái. Mọi bộn bề của cuộc sống đời thường dường như đã tan biến trong khoảnh khắc. Thưa quý khán giả, dẫu gốm đáy thiêu chỉ mới có mặt gần 2 thế kỷ nay thôi, quá trẻ so với gốm Bát Tràng, nhưng vì đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân Nam Bộ, nên gốm lá thiêu xứng đáng được trân trọng như là một di chỉ văn hóa đương đại. Do đó thì mỗi sản phẩm đất nung đều là sự kết hợp hài hòa giữa đất, lửa và con người. Trong số phát sóng sau, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những câu chuyện xưa còn lưu dấu trên vùng đất lá thiêu. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Còn bây giờ thì Mỹ Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.